Đóng cái cửa. Wow, lạnh quá cả nhà ơi. Chạy ra tí xíu quay cho cả nhà xem hôm nay lé lé nắng lên mà đẹp đẹp quá chừng luôn. Mà lạnh quá chừng lạnh. À, ánh nắng mặt trời lói lên á. Nhưng mà lạnh quá chừng cả nhà thấy nó trắng không? Trắng đông đá không? Nè. Bắt đầu nói thấy ra hơi rồi nè. Đó. Tonight. What? We're gonna have steak tonight. Rồi nhà tự nhiên có ba con bò, bốn con bò đi vô nhà mình đi nè, con bò hoang. Ít báo. No, no. They're not wild. Somebody's cows got out. Oh. I'll tell you what, I look like a good steak on that black one. Mình tưởng là bò bò dại à, bò 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 ấy mà không phải. Không phải cả nhà ơi, mấy con bò người ta nuôi mà bị sổng chuồng. Có cờ tự nhiên ở đâu chạy vô đây. Hèn chi là hồi tối con vẹt. I think that last night make the chica not sleep. That's why. Hồi tối con vẹt nhà mình không chịu ngủ. Là nó cứ bộ cánh phát 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 phát. Vậy là mấy con bò này hồi tối tới đây ăn cỏ nè. Nên là chị chích cà chị ngủ không được nè. Nên chị la, chị không có la mà chị vỗ cánh phạt phạt cả đêm luôn. Đó. Mấy con bò nhà ai bị sổng chuồng nè. Thấy không? Đó, ba bốn con luôn đi vô ăn cỏ kìa. Đó, nó nhìn thấy mình quay phim nó cũng nhìn theo luôn. À, bò bự ghê luôn á, ông xã nói tối nay có thịt bò ăn. Ảnh chọc vậy á. Đó, tại nó lạnh nó đi kiếm cỏ nó ăn ở nhà mình cỏ quá chừng này vô nó đạp hèn chi hồi tối là đó thấy chưa. Có con bò tới nhà mình ăn. À, mình cho nó ăn cái tội cả nhà ơi nè. Hả? Hả? Chú bò của anh giải trí nhỏ lại nè. Hả? Want to eat? Oh, is it good? Con trò à, con bò màu mà. Wait. Con bò màu 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 đen mung luôn cả nhà ơi, nè. Nè. Hi buddy. Hi buddy. Come here. Con màu đó nó màu đen mung luôn cả nhà. Đó nó sổng chuồng nó thấy cỏ nhà mình quá chừng lại ăn kìa. Tội không? Chắc là mùa đông mà không có cỏ ăn này nè. Come on buddy. Come on. Đừng có vô vườn của mình là được. Nó to quá chừng to luôn cả nhà ơi. Nó to đúng rồi. Thế nào? Hả? Ba con bò màu rồi nó thấy mình nó sợ nó chạy rồi trời ơi phân quá chừng luôn. Ý mình hốt phân này lại nè để mình là bón phân cho vườn cây của mình à, được đó con bò quá chừng luôn. Đó, nó chạy mất tiêu rồi. Cho tính cho nó ăn cà rốt chứ rau mà nó không ăn nó chạy mất tiêu rồi. Hả? Ngoái lại nhìn mình nè. Come here. Come here. Come here. Come on. Nó chạy rồi cả nhà ơi. Nó sợ. Come here. Come here. Come on. Mình nhổ hết lên nè. Mấy cây cà chua lên rồi đó cả nhà đó. Mình chuẩn bị trộn đất cho mùa tới. Mình tính là chuẩn bị xuống dưới mua mấy bao phân bò về á, mình phân bò mình bỏ vô trong mình làm đất lại cho mùa mùa cà chua sắp tới á, ngay cái khúc này nè. Thì năm nào ông xã mình cũng trồng cà chua ngay khúc này hết trơn á, thì năm nào cũng làm đất lại trước khi trồng vậy đó. Thì đó hôm nay mình đi làm đất ha. Thì mình gom được một mớ nè. Một mớ phân bò mình tính đi mua nhưng mà giờ không cần mua nữa cả nhà ơi, mấy con bò lại cho mình phân luôn rồi là mình đỡ tốn tiền mua luôn đó. Giờ thì mình sẽ rải hết cả đống phân bò đó lên cái khúc này đó, mình làm đất rồi mình ra mình lấy ít cỏ nữa
một ít cỏ mà mình ủ hôm đợt á đó. Đó, một xe cỏ mình vô đây mình trộn chung với lại phân bò này, cái mình ủ vậy đó qua một mùa đông luôn, cái là năm sau mình sẽ trồng cà chua hả. Đó, cả nhà thấy không, mình rải nha, phân bò rải một lớp mỏng lên trên cái đất của mình đó. Rồi bắt đầu mình trộn trộn kiểu giống kiểu mà hôm đợt mình trồng tỏi đó, mình trộn đều hết rồi bắt đầu mình ra lấy cỏ nè. Bước tiếp theo mình sẽ đi ra ngoài kia, mình sẽ đi lấy cỏ và mình trộn cái này xuống đất trước đây nè. Trộn cho nó nằm ở dưới đất á là tự nó phân hủy ra. Thao cây cà chua của mình đã nha, phân bò tự nhiên luôn. Ủa, sang năm có đất mới cho cây cà chua của mình à. Dọn dẹp lại cả nhà ơi, mình dọn dẹp lại cái chõ cà chua lại nè. Cái này mình để dành lại tới lúc mà cái cây cà chua bắt đầu lớn á, mình sẽ giữ cho nó vươn lên nè, cái vòng này nè cả nhà đó. Rồi cái mấy cây cà chua mà hư rồi đó cái mình sẽ bỏ qua bên kia, rồi mình sẽ lấy một ít cỏ nữa mình bỏ vô đây đó, với lại một ít phân phân rác nhà bếp của mình trộn mình sẽ bỏ vô đây chỗ đất cho cây cà chua của mình chuẩn bị mùa tới cả nhà ơi. Nhà thấy là nó đông đá không cả nhà, thấy không, đông đá nè đó, cứng ngắc luôn rồi không đó. May mà mình phủ lại cái ấy cho nó rồi, không thôi nó đông đá cứng ngắc luôn đó. Lạnh lắm luôn luôn á. Đây là cái chỗ mà mình ủ cỏ hôm đợt nhé cả nhà, nhớ không, có mình có video mà mình ủ cỏ với lại ủ rác nhà bếp đó đó. Hôm nay mình quay lại cho cả nhà xem nè, nữa bữa giờ nó rã rồi nè, thấy không đó. Đó, cỏ đó nó rã rồi nè, giờ mình sẽ lấy cái này nè một xe luôn đó, giun nè thấy chưa đó, nó vô nó ăn bớt những cái cho nó nhanh rã này đó, cả nhà thấy chưa đó, nó thành phân rồi nè, tốt lắm luôn, cày thích lắm đó. Mình có đã có video làm ủ cỏi là ủ rác nhà bếp rồi nên là cả nhà nếu mà ai chưa coi thì muốn tìm hiểu thì mình đã có video rồi ha. Đó nè mấy con giun này đó, nhà thấy chưa đó, phần phân rồi nè đó. Thì giờ mình hốt một xe mình qua mình bỏ vô cái chỗ cà chua của mình. À, mình lấy nguyên một xe luôn cả nhà, một xe compost nè, này là từ cỏ đó cả nhà, hả, từ cỏ đó, từ dưới đây nè, đó, rồi đi thôi, để qua bên cả chỗ cà chua thôi. Đây là cái thùng phân mà mình ủ nè cả nhà, hả, đây là rác nhà bếp nha cả nhà, cái rác nhà bếp mà mình rau quả rồi cơm rồi bánh mì là vỏ trứng vỏ chuối đó, không có thịt trong đây, không có thịt nha cả nhà, không, mình không có ủ thịt, mình chỉ ủ này kia rồi nó rã rồi nè, nó thành phân rồi nè. Bây giờ mình sẽ bỏ rải một lớp ở trên mà mặt đất của cái chỗ cà chua này nữa nè hả. Wow, cả nhà xem là mấy con giun nó vô nó ăn đồ ăn nè, thấy không, quá chừng giun luôn hả. Đó. Đó. Hả, quá chừng nó hãy vô nó ăn đồ ăn thấy chưa hả, yêu này tốt lắm, nó cho mình phân trụn quế nè đó. Giờ lại rải đều lên trên cái chỗ này đó, mình lại rải thêm một lớp phân nhà bếp lên nữa, phân bò rồi tới phân nhà bếp
Rồi bắt đầu rắc cả cái phân cỏ này lên nữa nè. Đó, ba loại phân luôn. Rải một lớp phân cỏ lên rồi, bây giờ mình cũng bắt đầu trộn cho nó cả nhà ơi. Đó, mình đã trộn đất cho cây cà chua của mình vào mùa tới xong rồi. Đó. Mình để lại cái giàn cà chua lại. Đó. Đất mình đã chuẩn bị xong cho mùa. Vài bữa chỉ có gieo cây và bỏ cây ra trong thôi. Đó. Xong. Mệt quá. Bye cả nhà, hẹn cả nhà các video sau. Tay mình mang bao tay rồi mà vẫn dơ nè. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà các video sau nữa nha. Bye bye cả nhà.